Một số nhóm dân quyền đệ đơn kiện yêu cầu một lệnh đình chỉ tạm thời để ngăn chặn quy định mới của chính quyền Trump đối với người xin tị nạn có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7. Theo quy định mới, những di dân vượt qua biên giới Mỹ-Mexico mà không nộp đơn xin tị nạn ở bất kỳ quốc gia nào họ đi qua trên đường tới Mỹ, và nếu nộp rồi mà không bị các nước đó từ chối nhưng vẫn tiếp tục tìm đường tới Mỹ xin tị nạn, thì sẽ không được Hoa Kỳ xét cấp quy chế tị nạn. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU, Trung tâm Luật Nghèo Khó Miền Nam và Trung tâm Vì Quyền Hiến Định cùng đệ đơn kiện thách thức quy định mới này của chính quyền Trump. Các quan chức chính quyền Mỹ nói rằng, quy định mới nhằm giảm bớt tình trạng quá tải cho hệ thống tị nạn tại Mỹ. Một phiên tòa nghe lập luận về yêu cầu đình chỉ tạm thời quy định này có thể diễn ra sớm nhất là vào tuần sau.